Hai người đang nói về chuyện gì vậy? Tôi cảm thấy rất sợ đó. Sorry, ngươi có biết mình đang làm gì không hả? Ngươi định hù dọa bác sĩ sao? Ngài đừng tin cô ta. Cô ta đang nói dối đó. Thôi bỏ đi ông Aki à. Chắc là cô Ferry đang ghen rồi. Có thể cô ấy đang hiểu lầm tôi là kẻ thứ ba xen vào đó. Cô đừng bắt quà gì tôi nữa mà. Chắc là tôi phải xin phép về thôi. Ở này bác sĩ. Bác sĩ à. Bác sĩ. Bác sĩ à, nghe tôi nói đã. Bác sĩ. Bác sĩ à. Có chuyện gì vậy? Bác sĩ đã đeo sợi dây chuyền này sao? Nhưng tại sao? Tại sao gì chứ? Dây chuyền này nếu đeo vào sẽ không vấn đề gì sao? Đây là dây chuyền mà ba tôi đang nghiên cứu tìm hiểu mà. Đâu phải là của ông Aki đâu. Tại sao tôi không được đeo chứ? Đúng vậy. Nó không phải là của tôi. Nhưng mà khi cô Phách đeo sợi dây chuyền này vào, cô Phách đã có nhiều sự thay đổi. Không giống như cô Phách trước kia nữa. Ông nói sao? Phách trước kia? Phách trước kia gì chứ? Ông nói gì nghe lạ quá vậy? Thì tôi là phách đi. Cho dù cô có là ai đi nữa thì cô luôn luôn giữ một vị trí quan trọng trong tim tôi. Vậy thì cô Fairy của ông sẽ là gì đây? Là khung nữ à? Ferry chỉ là thư ký thôi. Chỉ đơn giản là như vậy. Nếu vậy ông đừng có để cho cô ta làm phiền tôi nữa đó. Cô ta cứ luôn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thù hận. Ánh mắt của cô ta rất đáng sợ, giống như là một con ác quỷ vậy đó. Tôi không thích chút nào cả. Thôi được rồi. Từ nay về sau, tôi không cho phép Sorry đến làm phiền cô nữa đâu. Tại Vương quốc Akholalai, ta xin được công bố Nilafat là hoàng hậu của ta, là nữ hoàng đầy uy quyền của mọi tầng lớp trong Vương quốc Akholalai. Chị đợi chút chị chị muốn có tiền không vậy? Dĩ nhiên là muốn rồi. Trời ơi, trong lúc này mày mày cũng ăn bánh nữa hả? Nè chị nghe em nói nha. Ôi nè, có chuyện gì vậy? Có người lái xe kìa. Trời ơi, lái xe coi đi. Cô à. Ở đó. Ôi, lần này có sao không? Cô à. Cô. Đồ của tôi kìa, lấm giùm tôi đi, lấm giùm đi. Có gì không? Chuyện gì vậy? Hết la hét rồi, chắc là do sai quá đó. Anh thích đến từ lúc nào vậy?
Ở cậu thớt Aaron, cậu đến thì tốt quá. Cậu có biết chuyện gì xảy ra không? Có chuyện gì vậy? Thì ông A-Khi đó mà. Có những chuyện liên quan đến triều đại gì đó cũng không biết nữa à. À nè, thớt à, hay là triều đại Akulalai? Đúng vậy đó, rõ ràng là trò lừa gạt con nít. Mà có thật thì ông giáo sư Phát Trà đã có ký sự trong tài liệu rồi đó. À, bác, để con đỡ cho. Bác từ từ thôi. Bác có sao không vậy? Bác không có sao. Vì cái lượng đường trong máu lên xuống thất thường nên hơi choáng một chút thôi à, không có sao đâu. Ủa, Phát nó đi đâu mất rồi hả? Ê, lúc nãy Phát đi vào trong để gặp bác mà. Anh Thết à, anh Thết đừng có quan tâm tới chị Phát nữa. Anh có biết không, chị Phát đã đi vào nhà ông A-Khi khi chỉ riêng có hai người thôi đó. Giả lại bác cũng đã cho phép chị ấy rồi. Nếu đã như vậy, anh Thết còn quan tâm tới chị ấy làm gì nữa? Yoshi, ông A-Khi và Phát sẽ không làm chuyện gì bậy bạ đâu. Ông A-Khi là người có nhân cách tốt và ông ấy rất tôn trọng Phát. Sao? Nếu người nào có nhã hứng về chuyện Vương quốc Akholalai thì nên nghiên cứu tìm hiểu cổ vật này đi, xem nó có nguồn gốc từ đâu. Bunan, con hay lẫn độ, hoặc là một nơi nào đó mà mọi người không hề biết tới. Cô ấy đẹp quá, đẹp cứ như không phải là cô ấy nữa. Chê à, mày có thấy người phụ nữ kia không? Nữ bác sĩ đó. Trời ơi, ai mà đẹp quá vậy trời. Hình như là... Ơi, mày đúng là... Trời ơi. Ôi, nữ bác sĩ kìa. Ai dây chuyền đâu chủ? Dây chuyền. Ta xin tuyên bố với mọi người là ta sẽ sắc phong cho hoàng hậu của ta là nữ hoàng uy quyền của mọi tầng lớp trong vương quốc Akholalai. Tất cả quan triều cũng đều đã biết đây là lệnh bài tượng trưng của vương quốc Akholalai dưới sự cai trị của hoàng đế Phutesun. Hoàng hậu của ta, hoàng hậu Phaida Niobulfalin Nilafat,
Ngay bây giờ ta xin tuyên bố, Nilafet là hoàng hậu của ta, là hoàng hậu của các quan triều Dương quốc Akholalai. Tại sao lại trở nên như vậy? Cô hãy cố quên đi. Hiện giờ cô ta đã trở thành hoàng hậu rồi. Cô nên hiểu là ta đây, nhưng cô ta là thê tử của anh. Tất cả mọi thứ trong vương quốc Akholalai này, tất cả đều thuộc về ngài cả. Ngay cả mạng sống của ta hay là của cô đều thuộc về ngài. Nhưng anh chịu hy sinh như vậy sao? Để hoàn thành tâm nguyện của đức vua, vì sự bình yên của vương quốc, vì hạnh phúc của người phụ nữ mà ta yêu thương nhất. Ta không thể làm gì hơn. Ta không thể nào can thiệp vào chuyện tình cảm của ngài được, cứ thuận theo ý ngài thôi.